Hồng Tấn xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang cùng theo dõi chương trình Di trú và lao động tại Hoa Kỳ được đài truyền hình SETTV thực hiện. Thưa quý vị, cứ mỗi tuần như vậy thì Hồng Tứ lại có cơ hội lên đây gặp gỡ và trò chuyện cùng với lại luật sư Trần Nhật Thăng để luật sư có thể chia sẻ thêm cho quý vị những đề tài rất hấp dẫn về vấn đề di trú ngay tại Hoa Kỳ. Gửi lời chào đến luật sư. Chào Hồng Tứ và một lần nữa xin chào quý khán thính giả của đài truyền hình SET. Dạ, thì có lẽ là quý vị thấy những show gần đây chúng ta có rất là nhiều đề tài. Với một số người thì những đề tài này không có phải là đề tài mới. Tuy nhiên Hồng Tứ biết là cũng có rất là nhiều quý vị khán giả theo dõi chương trình thì chúng ta cần một nhận định, cần một câu trả lời từ một người có kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Và đôi khi thì họ lên mạng thì họ kiếm cũng thấy, nhưng mà họ để muốn chắc ăn hơn thì muốn hỏi luật sư về những câu hỏi này. Và đề tài ngày hôm nay mà chương trình chọn đó chính là chủ đề bảo lãnh hôn phu, hôn thê. Thì đầu tiên Hồng Tứ muốn hỏi luật sư Trần Nhật Thăng trước, em muốn hỏi anh là cái diện mà bảo lãnh hôn phu, hôn thê nó khác với lại cái diện bảo lãnh vợ chồng như thế nào ạ? Nó có khác ở cái chỗ là rất là căn bản là một đàng thì đã có hôn thú, ký hôn thú rồi mới bảo lãnh. Và một đàng thì chưa có ký hôn thú. Mà chưa có ký hôn thú thì trên mặt luật di trú nó không có một cái sự ràng buộc về mặt pháp lý nào cả để mà bảo lãnh. Đó là cái điểm căn bản nhất. Thì bây giờ mình muốn hỏi là nếu như mà trong cái diện mình đang nói là hôn phu với lại hôn thê, có nghĩa là chưa có ký giấy ở trước pháp luật đó, chưa có một bị ràng buộc bởi pháp luật, thì những giấy tờ mình cần thiết để chuẩn bị cho cái quá trình này như thế nào thưa anh? Về mặt mà hôn phu hôn thê đó thì tại vì mình chưa ký hôn thú, cho nên cũng như vừa trả lời đó là mình không có một cái sự ràng buộc về mặt pháp lý nào cả để mà cho cái người bảo lãnh cho mình. Nhưng cho dù là không có cái hôn thú, người ta vẫn có thể cho phép mình bảo lãnh cái diện hôn phu hôn thê. Thì cái điều kiện đầu tiên không phải là tiền đâu nha, mà tiền đâu tuy nhiên là cái chuyện đó luôn luôn có, nhưng mà là cái người mà bảo lãnh hôn thê phải gặp cái người mà mình muốn bảo lãnh. Hay là gặp trực tiếp, ít nhất là một lần. Thực sự là một lần là đủ rồi. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian đó, 2 năm trở về trước, ví dụ ngày hôm nay mình bảo lãnh, mình nộp cái đơn mình bảo lãnh hôn phu hôn thê, thì tính lui về lại 2 năm về trước á, trong khoảng thời gian 2 năm đó mình phải gặp ít nhất một lần. Tại vì nhưng mà gặp á thì không nhất thiết phải gặp ở Việt Nam nha. Có người ta gặp ở một nước thứ ba, ví dụ như qua Thái Lan, qua Hồng Kông hay là một nước nào đó. Miễn là có gặp trực tiếp. Và như vậy khi mình nói chuyện gặp trực tiếp thì mình nói đâu có được rồi. Cái gì cũng phải có chứng từ. Thì có thể là một vài tấm hình, người ta đi du lịch ở Thái Lan, người ta gặp nhau. Trong một chuyến du lịch thì người ta chụp những hình đó. Hay hơn nữa là mình có những cái, ví dụ như là cái vé máy bay. Vé máy bay là ông này ông đi qua Thái Lan hay là cô này đi qua Thái Lan, cùng rồi cái hai thời người điểm đó. Hai người gặp nhau bên đó trước, cách đây cũng chừng 18 năm đó, thì có một cái trường hợp là cái anh này anh không về Việt Nam mà anh gặp một cái cô đó ở bên Thái Lan. Thì anh bảo lãnh, nhưng mà rất tiếc là tại vì anh ta không có chịu tiếp tục pursue, tức là khi mình không có gặp được, nhưng mà ít ra sau đó mình cũng phải liên lạc với nhau, thì chẳng qua người ta không tin tưởng đây là hôn nhân thật sự, cho nên người ta không có cấp cái visa về hôn thê cho cái người ở Việt Nam qua thôi. Nhưng mà cái ngày nay đó thì mình quay trở lại cái thời gian trước đi, khoảng 17-18 năm, thì làm gì có cái chuyện mà iPhone, smartphone phải không? Liên lạc với nhau dễ dàng. Lúc đó người ta phải mua cái thẻ điện thoại để gọi về Việt Nam. Nhưng mà mua thì lúc cũng có người không có rành. Thành ra anh ta vì cái chỗ mà anh ta không liên lạc bằng điện thoại với cái cô hôn thê đó, mà cuối cùng thật sự không may là anh ta không được chấp thuận. Và cũng muốn hỏi anh luôn, tại vì Hồng Tứ để ý đó, những người mà bảo lãnh với cái diện là vợ chồng là đã có ràng buộc về pháp lý rồi, nhưng mà đôi khi hồ sơ của họ cũng rất là khó để mà được thông qua, tại vì họ chỉ cần bên lãnh sự quán chỉ cần nghi ngờ chút xíu thôi là đã không được thông qua rồi. Vậy thì với cái diện hôn phu và hôn thê này, cái điểm lợi ích của nó là gì? Có phải là nó sẽ làm cái quá trình này nó chậm hơn hay không thưa anh? Chắc chắn là chậm hơn. Chậm. Thực sự rất như vậy này, là thường thường người ta nói là bảo lãnh hôn phu hôn thê nhanh hơn. Nhưng mà cũng có một thời gian đó, là cái hôn phu hôn thê người ta bảo lãnh nhiều quá.
Cho nên cái thời gian chờ đợi á, nó tới cũng gần cả năm trời. Trong khi mình bảo lãnh bằng vợ chồng á, qua cái dạng vợ chồng á, thì một năm hoặc là hơn chút xíu. Cũng có lúc mình bảo lãnh hôn phu hôn thê 3 tháng qua. Thì chắc có lẽ là vì cái khoảng thời gian đó, cái dạng đó người ta bảo lãnh ít thôi. Thì khi mà ít thì người ta process giấy tờ nhanh hơn. Và như vậy thì may mắn mình đi qua sớm, chứ không có nghĩa rằng là bảo lãnh hôn thê là chắc chắn phải nhanh, không phải như vậy. Vậy cái điều kiện mà để cho một người đứng ra bảo lãnh là bắt buộc họ phải có quốc tịch, hay là lúc mà họ có thẻ xanh là họ có thể làm được rồi thưa anh? Muốn bảo lãnh hôn phu hôn thê thì phải có quốc tịch. Lý do là như vậy này. Khi mà mình, cái người mà được chấp thuận cái visa mà fiancé đi qua đây đó, thì cái người mà bảo lãnh đó phải nộp đơn để xin thẻ xanh sau khi ký hôn thú. Và xin thẻ xanh. Và xin thẻ xanh đó là vì cái số visa mà dành cho những người có quốc tịch Hoa Kỳ, tức là công dân Mỹ bảo lãnh cho một người khác ở ngoại quốc tới, lúc nào cũng có cả. Cho nên mình có thể nộp đơn xin xin thẻ xanh ngay cho cái người mà vợ hoặc là người hôn phu hôn thê của mình. Còn cái dạng mà có thẻ xanh thôi đó, thì mình đâu có, cái visa nó không có ngay. Có khi mình chờ có khi 1.5 năm, có khi 2 năm, có khi 2.5 năm, có khi 3.5 năm cũng có nữa. Là có dạng thì vì chính vì vậy á, người ta không có cho cái người mà có thẻ xanh bảo lãnh fiancé. Vậy là bắt buộc phải có quốc tịch. Phải có quốc tịch mới bảo lãnh hôn phu hôn thê được. Vậy thì như quý vị thấy đó, khi mà chúng ta bảo lãnh dưới diện vợ chồng thì chắc chắn là hai người đã kết hôn, đã làm đám cưới, và đôi khi những cái hình đám cưới đó cũng là một trong những bằng chứng để mà đi phỏng vấn và đưa những cái hình ảnh nó ra. Nhưng mà trong cái trường hợp là bảo lãnh hôn phu hôn thê như vậy là hai người chưa đám cưới, trong trường hợp như vậy thì khi mà đặt chân đến lại Hoa Kỳ này rồi, có nghĩa là được chấp thuận rồi, thì đến đây có phải là bắt buộc phải kết hôn trong một cái khoảng thời gian nhất định, hay là muốn khi nào cũng được thưa anh? Phải kết hôn trong vòng 90 ngày. 90 ngày là trong vòng 90 tháng ngày đó. Là mình phải ký cái hôn thú. Đừng có để quá 90 ngày. Quá 90 ngày á là người ta không có chấp nhận nữa. Nhưng lúc đó là mình phải bảo lãnh trở lại. Nhưng bảo mà lãnh không lại. Bảo lãnh bằng diện fiancé nữa. Mình phải coi như là mình phải nộp lại cái đơn bảo lãnh. Cái đơn hồi trước là cái đơn bảo lãnh fiancé. Còn bây giờ là vì quá 90 ngày rồi thì mình phải bảo lãnh một cái đơn khác. Đây là bây giờ bảo lãnh vợ chồng. Bảo lãnh vợ chồng. Vậy trong cái khoảng thời gian đó, chẳng hạn như một người họ qua đây quá 90 ngày rồi, họ không có ký giấy kết hôn, và sau đó là họ ký rồi sau đó là bảo lãnh theo cái diện vợ chồng. Vậy trong thời gian đó cái người mà được bảo lãnh có phải quay trở ngược về Việt Nam hay là vẫn được ở Hoa Kỳ này thưa anh? Vẫn được ở Hoa Kỳ. Dạ. Nhưng mà theo cái luật đó, thì người ta nói là trong vòng 90 ngày mà không ký hôn thú đó, thì cái người hôn phu hoặc hôn thê đó phải quay trở về nước. Nhưng mà qua một thời gian, qua 90 ngày đi ha, mình không biết khoảng bao lâu mà cái người kia lại, hai người lại có thể hàn gắn với nhau như thế nào đó, thì vẫn có thể bảo lãnh được. Người ta không cần phải trở về về Việt Nam hoặc là về cái nước mà của nguyên quán người ta. Vậy đồng nghĩa với việc cho dù là bảo lãnh thành công rồi, nhưng qua đây hai người chưa kết hôn và hai người có gây gỗ hay là cãi vã gì đó và chia tay, thì cái người được bảo lãnh bắt buộc phải quay trở ngược về Việt Nam, chứ bắt không buộc được phải ở đây. Quay trở về Việt Nam nếu không có muốn rắc rối là như vậy. Nhân tiện hồng thú hỏi như vậy đó, thì mới nói là cái bảo lãnh fiancé nó rất là risky cho cái người được bảo lãnh. Nhiều rủi ro. Lý do là cái người mà được bảo lãnh sang đây phải kết hôn với người đã bảo lãnh mình bằng diện hôn phu hôn thê. Còn không á, thì mình không thể nào kết hôn với một người khác để mà bảo lấy cái thẻ xanh ở đây dạ, được. Đúng. Cái này trường hợp có nhớ, Hồng Tư có nhớ một cái người trong cộng đồng mình á, cũng khá nổi tiếng á. Là không biết hả? Là cái trường hợp như vậy là cái cô mà cô vợ đó thì cô đi qua đây bằng diện fiancé. Rồi vì không, hai người, cái người fiancé với cổ nó không có hợp với nhau, hai người bỏ nhau, anh chàng này không tiếp tục bảo lãnh cho cô ta nữa. Thì cô ta ở lại, vẫn ở lại luôn. Và cô ta lấy một cái người ở đây và có 4 đứa con, nhớ không? Không nhớ. Thì mấy chục năm sau, cô bị sở di trú bắt. Vậy là cái đó cũng không có hợp pháp. Bị deport về Việt Nam.
Lúc đó đó thì mình phải cái việc bảo lãnh đó của người người chồng đó nó phải có thêm một cái đơn gọi là waiver, tại vì cái thời gian cô ta ở đây quá hợp bất hợp pháp như vậy đó, mà đã 20 mấy năm rồi đó, thì nó phải mình phải kiểu như người ta cấm vào Mỹ trở lại trong vòng 10 năm. Dạ, cảm ơn anh. Thưa quý vị, bây giờ thì chương trình của chúng ta sẽ tạm ngừng trong vòng ít phút. Hồng Tứ và luật sư Trần Nhật Thăng sẽ quay trở lại để chia sẻ thêm cho quý vị nhiều thông tin hữu ích xoay quanh đề tài ngày hôm nay quý vị nha. Luật sư Trần Nhật Thăng rất cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ màn ảnh của đài truyền hình SETTV và quay trở lại với chương trình trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, với đề tài lần này đó chính là bảo lãnh theo diện hôn phu và hôn thê. Nãy giờ luật sư Trần Nhật Thăng có chia sẻ cho quý vị một vài những thông tin căn bản nhất. Nhưng nếu như mà quý vị nào chúng ta có thắc mắc thì quý vị có thể vào trang web đó chính là vivaconsulting.vn, hoặc là quý vị có thể để lại những câu hỏi ở dưới phần bình luận, phần comment trên mỗi YouTube video của đài tại Sài Gòn Entertainment Television. Bây giờ quay trở lại với những câu hỏi thì mình nói về bằng chứng một chút xíu. Tại vì Hồng Tứ thấy đó là nói về bảo lãnh, về việc diện vợ chồng thì bằng chứng người ta có chia sẻ rất là nhiều rồi. Nhưng mà cái diện hôn phu, hôn thê này, bằng chứng chúng ta cần phải có để mà bên sở di trú họ xét duyệt thì mình nên chuẩn bị những thứ gì thưa luật sư? Thường thường đó thì có lúc, cái này đã xảy ra cho một người đi phỏng vấn ở, ở lãnh sự quán rồi. Dạ. Thì người ta hỏi là cái anh này về Việt Nam thì có làm đám hỏi hay không? Mà thực sự ra cái đám hỏi thì tôi đã làm cho những người không có đám, không có cần cái đám hỏi chính thức như vậy mà nó không đi bắt được. Buộc. Nhưng mà cái lý do mà để cho lần đó lãnh sự quán từ chối đó, thực sự đó là chỉ là người ta không tin thôi. Thì người ta từ chối, nhưng mà người ta muốn cho lý do thì người ta đưa cái lý do này. Tại vì tôi thấy như là anh không có serious với cô này, vì anh không có tổ chức có lẽ là hỏi. Dĩ nhiên anh này vẫn có cái cơ hội là trưng những bằng chứng khác về sau này để mà nói rằng là tôi là với cô này là thực sự, thì người ta vẫn có thể cho đi thôi. Nhưng mà ngoài cái việc mà mình, tại vì mình chỉ gặp có một lần thôi, thì thường thường đó mình muốn chắc ăn cho cái việc bảo lãnh fiancé đó thì mình phải giữ liên lạc. Vì cái tình hình dịch bệnh bây giờ đó thì có thể mình ta đi về Việt Nam không có được. Thì mình có thể liên lạc bằng điện thoại cũng được. Nhưng mà lúc trước á, thì có những người bảo lãnh fiancé mà chỉ vì bảo lãnh và không bao giờ trở về Việt Nam thăm người fiancé mình. Thì người ta cũng có cái mối nghi ngờ là đây không thật, cho nên người ta có thể từ chối. Còn ví dụ mình muốn nói bằng chứng thì mình ok là mình có là cái ngày này tôi về Việt Nam này, rồi những ngày này tôi hoặc là tôi tổ chức lễ hỏi, rồi tôi đi chơi những đâu đó. Nhưng mà đó là những cái bằng chứng bên ngoài. Có những cái đó thì người ta đòi hỏi là mình phải có cái statement đó, nó phải có những cái chi tiết trong đó khi người ta đọc lên để thuyết phục để thuyết phục người ta. Thì cái này nó đã làm cho một người, là tôi đã làm cho một người cách đây cũng phải chừng cả chục năm hơn đó. Thì anh này, anh trước đó anh về Việt Nam anh bảo lãnh vợ chồng, anh bảo lãnh cho một cái cô kia, nhưng mà cuối cùng anh ta nhìn thấy là cô này không có kiểu gọi là trung thủy với mình á. Thì anh ta gạt, anh ta lại về Việt Nam lần nữa. Anh ta lần này anh ta bảo lãnh fiancé. Thì tôi nói là có thể là của anh sẽ khó đó, nhưng mà tôi sẽ cố gắng tôi làm. Thì cái lần đó là trước cái ngày mà phỏng vấn fiancé đó, thì tôi có giúp anh ta viết một cái lá thư cho lãnh sự quán, trong đó có những cái chi tiết mà tôi không tiện nói ra được. Thì khi người ta đọc xong đó, người ta cho đi ngay. Thì mình phải tìm hiểu cái hoàn cảnh của người ta để mình biết là có những cái tình tiết nào đó mà khi mình đưa vào cái statement đó, thì người ta đọc xong người ta
bị thấy thuyết hợp phục, lý và thuyết phục, thì người ta sẽ chọn. Vậy trong trường hợp người được bảo lãnh ở bên Việt Nam, họ có con riêng, cái này không phải là con ruột của chung hai người, thì bảo lãnh dưới diện fiancé như vậy, đứa con đó có được đi theo hay không thêm? Cũng được, với điều kiện là cái ngày mà phỏng vấn đó, thì cái đứa con đó, hay là cái ngày mà được cấp visa thì đúng hơn, tại vì ngày phỏng vấn chưa có thể, chưa chắc là ngày được cấp visa. Ngày hôm nay mình phỏng vấn, nhưng mà mãi vài tháng sau mà đứa nhỏ nó vẫn còn ở cái dưới 21 tuổi thì nó vẫn được đi theo. À, vậy là phải dưới 21 tuổi. Dưới 21 tuổi. Trong khi đó, bảo lãnh vợ chồng á, thì cái đứa con á, mà ngày mà được đi theo đó là cái ngày người hai ngày này ký hôn thú thì đứa con phải dưới 18 tuổi. Dạ. Vậy nếu như mà chúng ta trong cái trường hợp mà hồ sơ bảo lãnh dưới diện fiancé nhưng mà lại bị bác bỏ, bị từ chối thì mình có phải đợi bao lâu sau thì mình mới được apply lại hay là mình cứ tiếp tục mình cố gắng để mà thuyết phục bên lãnh sự quán hay như thế nào ạ? Khi mà bị từ chối như vậy thì cũng thực sự đó là mình vẫn còn một cơ hội nữa. Là như vậy, trước khi mà hồ sơ fiancé được gửi về Việt Nam để cho lãnh sự quán phỏng vấn đó, thì sở di trú đã chấp thuận. Chấp thuận cái hồ sơ đó là có sở di trú thôi. Đưa về qua Bộ Ngoại giao, trung gian là tòa lãnh sự phỏng vấn cái người fiancé Việt Nam, thấy không tin tưởng thì không cấp visa, phải không? Thì tại vì sở di trú đã chấp thuận hồ sơ cho nên lãnh sự quán sẽ gửi trả hồ sơ về sở di trú và nói bây giờ quý vị bác hồ sơ này đi. Cái đó là cái giai đoạn mình có thể khiếu nại. Nhưng mà bây giờ mình khiếu nại như thế nào thì là cả một cái vấn đề mình phải chuẩn bị trước, chứ không phải là chờ tới lúc mà cái hồ sơ gửi về. Thì thường thường khi mà gửi về như vậy đó thì mình có trong vòng 30 ngày mình phải nộp vào cái hồ sơ để là mình xin có những cái tình tiết này tôi muốn quý vị xem xét để quý vị cho chúng tôi được tiếp tục cái hồ sơ bảo lãnh. Khi mà sở di phú được thuyết phục đó, thì người ta sẽ gửi trả lại cái hồ sơ về cho lãnh sự quán, nó bây giờ phỏng vấn một lần nữa, phỏng vấn lại nữa. Và mình cứ tiếp tục cái công đoạn nó đến khi nào mà cái câu trả lời của họ là được thì thôi ha anh. Không phải, chỉ có thực sự chỉ có một lần thôi. Nếu mà thường thường mà sở di trú đã, nó gọi là reaffirm, tức là lúc trước tôi quyết định tôi chấp thuận cái này và tôi nhìn có những cái bằng chứng này thuyết phục gửi trả lại thì thường thường người ta chọn. Thường là đến lần thứ hai là sẽ được thông qua, bình thường là như vậy. Dạ. Và câu hỏi tiếp theo đó là trong trường hợp nào thì sẽ được nhận thẻ xanh 2 năm và khi nào sẽ được nhận thẻ xanh 10 năm nếu bảo lãnh theo diện bảo lãnh vợ chồng F2A, K1 với lại CR1? Khi mà bảo lãnh bằng fiancé đi nhé, thì fiancé là K1. Và cái người được bảo lãnh sẽ qua đây trong thời gian 90 ngày thì hai người ký hôn thú với nhau và sẽ nộp cái đơn xin thẻ xanh cho cái người vợ hoặc người chồng, tức là hôn phu hôn thê. Thì thường thường cái thời gian chờ đợi không đến nỗi mà tới cả 2 năm. Thành ra đó khi phỏng vấn đó, cái người fiancé qua đây khi phỏng vấn đó, sẽ chưa được thẻ xanh 2 năm. 2 năm, dạ. Rồi bây giờ đến trường hợp mà có thẻ xanh, bảo lãnh là F2A đó, là mình phải về Việt Nam, mình ký hôn thú, rồi mình nộp đơn, mình xin bảo lãnh. Thì thường thường, tại vì mình có thẻ xanh mà, thời gian chờ đợi nó lâu lắm. Cái visa nó không có liền. Có khi mình chờ tới 2 năm rồi mới đi, hơn 2 năm. Thì khi mà hơn 2 năm mà được đi rồi đó, thì qua đây người ta sẽ cho cái thẻ xanh 10 năm. Vậy là nó sẽ dựa theo cái khoảng thời gian mà mình chờ đợi với lại cái hồ sơ mà mình mở là loại nào để mà họ quyết định. Đúng vậy. Rồi bây giờ thì chúng ta có một câu hỏi của khán giả, thì vị khán giả này hỏi một câu như sau. Em có quốc tịch Việt Nam, hiện đang làm việc tại Canada. Bạn trai em có quốc tịch Hoa Kỳ và có ý định sẽ bảo lãnh em qua Hoa Kỳ. Nếu như mà em bay qua Hoa Kỳ làm thủ tục kết hôn, bay về Canada tiếp tục làm việc và bạn trai em mở hồ sơ bảo lãnh trong khi em vẫn làm việc tại Canada thì có được hay không? Hay là em phải ở Hoa Kỳ dưới diện là visa du lịch cho đến khi nhận được work permit? Vì em nghe nói nếu phải ở Hoa Kỳ dưới dạng visa du lịch thì em chỉ ở được tối đa là 6 tháng, sau đó em phải ra khỏi Hoa Kỳ và bay về lại khá là khó khăn. Trong trường hợp này thì tôi nghĩ rằng là tại sao cô đó không hỏi nói cái anh kia qua Canada ký hôn thú, tại vì ký hôn thú ở đâu cũng được. Dạ, không nhất thiết là phải ở Hoa Kỳ. Không nhất thiết phải ở Hoa Kỳ. Nhưng mà nếu mà cô ta muốn đi sang Hoa Kỳ đó thì thực sự ra cô ta phải xin một cái visa du lịch đó mà. Có thể người ta cho mà cũng có thể người ta không cho. Dạ. Nếu mà cô ta muốn
đi qua Hoa Kỳ để cái dịp mình đi du lịch cho nó biết tiếng Mỹ. Và mình quyết định coi thử là mình thấy mình sống ở đây hay là mình sống có thích sống ở đây không không? Rồi có khi hai người có cơ hội gặp nhau vậy thì một thời gian có thể người ta thấy hợp, người ta không hợp thì cũng được. Thế là mình có thể đi qua đây để kết hôn. Kết hôn ở Canada hay kết hôn ở đây, tòa án của Mỹ đều công nhận cả, cũng như mình thấy là đi, những người mà về Việt Nam ký hôn thú về Việt Nam, sở di trú vẫn công nhận cái tính cách pháp lý, ràng buộc pháp lý của hôn thú đó tại Việt Nam và cho bảo lãnh. Nhưng mà cô này quốc tịch thì Việt Nam, thì lúc mà phỏng vấn thì phỏng vấn ở đâu, có phải bay trở ngược về Việt Nam để phỏng vấn hay là như thế nào thưa anh? À, nếu như mà cô ta đã ở Canada lâu rồi đó, một năm trở lên thì cô ta có xin phỏng vấn ở Canada được. À, dạ, vậy thì cũng không có cần phải bay tới bay lui khó khăn. Bây giờ cô ta lại nói là bây giờ là cô ta có qua đây phải chờ hay không? Thực sự vì cái hoàn cảnh cô này làm việc, tất nhiên tôi nghĩ là cô ta không nhất thiết phải qua ở đây để chờ. Tại vì cái công việc nếu mà cô ta đi về lại bên Canada làm việc á, thì lãnh sự quán của Mỹ vẫn có thể gọi cô ta lên phỏng vấn ở bên Canada thôi, không sao hết. Cảm ơn anh. Nhưng mà mình nếu mình ngồi ở đây chờ thì không cần. Dạ, không cần thiết làm việc đó. Cảm ơn luật sư rất nhiều. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình của chúng ta cũng đã hết thời gian. Một lần nữa, nếu như mà quý vị có thắc mắc thì chúng ta có thể vào trang web vivaconsulting.vn hoặc là gửi câu hỏi về cho Hồng Tứ dưới mỗi video trên YouTube của đài quý vị nhé. Hồng Tứ và luật sư Trần Nhật Thăng một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những chương trình lần sau.